Xin chào chị em, hôm nay Hà Nhật VIP sẽ test nấu cơm chiếc nồi cơm Hitachi. Chiếc nồi này chiếc nồi 1 lít nồi cao tần IH của Nhật Bản, model là RZ VW3000M. Nồi cao tần IH con này chuyên nấu stem cắt nhé. Nấu stem cắt là công nghệ độc quyền, không để thoát hơi nước ra ngoài. Trong suốt quá trình nấu anh chị sẽ không nhìn thấy một chút hơi nước nào nó bay ra ngoài hết. Nó rất lạ. Còn các nồi khác thì đều có hơi nước bay ra ngoài, nhưng con này, riêng con này không có hơi nước bay ra ngoài chị nhé. Công nghệ stem cắt tái tạo toàn bộ hơi nước. Bởi vậy con này nấu cơm rất là dẻo, nhưng chị thiên cơm mềm. Nhưng quan trọng nhất anh chị vẫn phải cho đầy đủ nước nhé. Con này em đang là phần 98 này, nó có chức năng nấu cơm cháy nên em sẽ test cho anh chị xem nó có nấu được cháy hay không. Đó, con này phần 98 7,5 này, mã số 03 này. Đời 2018 nhé. Con này nó có sự cố rất là nhỏ, nó bị lứt ở đây. Lứt một đường khoảng 3 cm ở đây. Và ở bên trong này thì ở phần 98 mã số 3 em có nói rất rõ rồi, đây. Vết lứt rất nhỏ này, đây này. Vết lứt này nó cũng không ảnh hưởng gì đến việc đó anh chị nấu cơm đây này. Đấy, lứt này, thấy không? Khoảng này nó khoảng tầm 3 cm. Con này 2018 rất mới. Màu rất đẹp luôn. Vết lứt này là do vận chuyển nó bị va đập với chị nhé, nó không ảnh hưởng đến việc nấu cơm nhé, hoàn toàn không ảnh hưởng một tí gì luôn. Đây em đang cho gạo cho nước vào để nấu test thử cho chị đây, xem nó có cháy hay không. Con này nó có chức năng nấu cơm cháy nhưng không biết nó có cháy hay không chị nhé. Đây, đời 2018 là rất đẹp luôn, cực kỳ tiếc là nó bị lứt một tí. Con nồi nó nặng đến 8 kg chị nhé, rất nặng. Đây chế độ chọn gạo này, đây là menu này, chọn gạo này, đó. Menu này, đây là chế độ hẹn giờ này, đây là tắt hủy này, đây là bắt đầu nấu này, đây là chế độ giữ ấm này, đây là đây hẹn giờ chứ, đây không biết cái gì đây, đây chỉnh giờ, đây chỉnh phút, đây bắt đầu nấu này, đây là đang chế độ nấu gạo trắng, nấu dẻo này, đây nấu nhanh này, đây nấu tổng hợp này, nấu cơm cháy này. Nấu cháo hầm xương, nấu Ecolobi tiết kiệm điện. Cái này nấu gạo lứt ở trên này. Bây giờ em sẽ chọn sang chế độ nấu cơm cháy em test nhé. Em đây, đang chọn chế độ nấu cơm cháy này, góc này. Em bấm nấu cháy này. Rồi, con này nấu cháy là 50 phút. Đấy, đây chế độ gạo trắng nhé, nấu cơm cháy. Đây là áp suất, đây là phút. Rồi, anh chị chờ xíu cho nó nát đã có cháy hay không thì em sẽ quay tiếp. À, cái con này em đang nấu thì nó đang còn khoảng 8 phút là nó chín cơm chị nhé. Thì còn mấy phút cuối nó chín cơm thì nó lại có bốc hơi nước, nó bốc hơi lên này. Nên chị nhìn thấy nó sẽ có hơi bốc lên, thì thấy chưa? Còn mấy phút cuối nó sẽ bốc hơi lên chị nhé. Đây còn 8 phút nữa là chín cơm đây. Đang còn 8 phút này. Đang nấu chế độ cơm cháy nhé, còn 8 phút này. Bấm cho vào đèn led thì nhìn thấy rõ này. À, khi mình bấm vào nó lại hiện ở đây. Đấy, 8 phút nấu cơm cháy. Tổng 50 phút thì từ nãy nó nấu, còn 8 phút nữa là chín cơm đây. Đấy, anh chị sẽ thấy nó hơi bốc lên này. Rồi bây giờ mình sẽ chờ thêm vài phút nữa nhé, thì sẽ có kết quả xem là con nồi Hitachi này, model là RZ VW3000M, chuyên nấu stem cắt, có tái tạo hơi nước, màn hình đèn led, nó có nấu cơm cháy được hay không nhé. Để test thực tế luôn. Lát nữa cho còn 1 phút thì em sẽ quay tiếp cho anh chị xem. Đây đang còn 7 phút nữa. Đấy. Hơi vẫn đang tiếp tục bốc lên này. Cái màn hình đèn led thì nó chỉ sáng trong vòng khoảng mười mấy 20 giây là nó sẽ ngắt anh nhé. Nó ngắt thứ nhất là để tiết kiệm điện, thứ hai là nó sẽ để bảo vệ cái màn hình nó tốt hơn. Em test hoàn toàn ok hết tất cả mọi chức năng nhé, đang nấu rất ok. Vết lứt đây hoàn toàn bình thường nhé, nó không liên quan đến cái việc nấu ăn.
nó không hề ảnh hưởng đến cái việc nấu. Tất cả mọi thứ chạy rất là ok, hoàn hảo luôn, không có sự cố gì hết. Là 2018 rất mới luôn. Một chút sự cố mình lướt ở bên riêng bên phía trong này, nãy em cho anh chị xem ở đó. Rất hy vọng con này có chức năng, nó sẽ nấu được cơm cháy. Tại vì rất nhiều người thích ăn cơm cháy nhưng mà nồi cao tần ấy, rất nhiều nồi có chức năng nấu cơm cháy nhưng mà không nấu được. Thì những con nào mà nấu cơm cháy thì em sẽ test video cho anh chị xem hết nhé. Để anh chị biết con đó nấu cơm cháy anh chị sẽ mua. Với những anh chị nào thích ăn cơm cháy. Và những con nào mà có chức năng nấu cơm cháy mà không nấu được cơm cháy thì anh chị sẽ biết anh chị bỏ qua nếu anh chị cần nấu cơm cháy. Rồi, còn khoảng 5 phút. Nó còn khoảng 2 phút hay 1 phút em quay tiếp nhé. Đây hiện tại nó đang còn khoảng 2 phút nữa là nó chín cơm đây. Đây. Ra bật đèn led lên cho chị dễ nhìn nhé. Đấy còn 2 phút nữa chín này. Đây, vẫn đang bốc khói lên này. Này em nấu chế độ nấu nhanh để đun sôi nước ấy, thì nó không có bốc hơi. Nhưng mà khi chị nấu cơm, nấu chế độ cơm cháy này thì nó lại bốc hơi ở những cái phút cuối em thấy nó bốc hơi lên này. Không đây. Đó chị chờ xíu nhá, đây còn 1 phút rồi này. Nó sắp sửa chín rồi đó. Em quay sang một xíu nhá. Còn khoảng 50 khoảng 40-50 giây nữa là anh chị sẽ có kết quả là con này nó có nấu được cơm cháy hay không. Nhưng anh chị muốn ăn cơm cháy thì anh chị nên nấu cơm ít thôi nhé. Mình nấu ít cơm ấy thì nó sẽ cháy nó ngon hơn. Còn những con nào mà nấu được cơm cháy nhưng anh chị nấu nhiều cơm quá nó cháy nó cũng không ngon lắm, tức là cháy nó không được được nhiều lắm mà cháy nó sẽ mềm. Nấu ít cơm mà cháy nó ngon hơn. Đấy, đây còn 1 phút này, chuẩn bị hết thời gian nấu này, hoàn thành chu trình nấu này. Đó, cơ nó báo chín rồi đó. Khi nấu chín nó sẽ về 00, đây là thời gian giữ ấm, đây là về chế độ giữ ấm. Rồi, khói vẫn còn đang bốc nhé. Chắc là nấu cơm cháy đến mức lúc cuối, gần cuối nó sẽ bốc khói ra ngoài. Bốc hơi. Đó, vẫn tiếp tục bốc hơi nhé. Còn trong suốt quá trình nấu, lúc nước sôi nó lại không bốc hơi. Đấy, con Hitachi nó sẽ cắt rất là lạ. Rồi, bây giờ em sẽ thử mở nhé. Có cháy hay không thì mình sẽ biết ngay đây. Wow. Anh chị thấy cơm chưa? Đây, cơm thì rất ngon. Này, thì chị nó xem tem cắt này. Thực tế vậy nhá. Đây con này nó hơi vỡ đây, vẫn còn vỡ đây. Lứt lứt ở đây. Đây, giờ mình sẽ kiểm tra có cháy hay không đây. Cơm thì rất ngon rồi. Cơm nấu tem cắt thì rất dẻo. Ô, con này nó chạy. Cháy tuyệt vời chị nhé. Đây. Quá ngon luôn. Đây chị này. Đấy, cháy ngon chưa? Thành một miếng luôn. Chị chờ xíu điểm lấy cái đĩa nhá. Em sẽ lấy cái đĩa em cho cái cơm cháy ở đây. Chờ xíu điểm lấy cái đĩa này. Đấy, đây là một quay test thực tế chị nhá. Đấy, nấu cơm cháy trước nồi Hitachi này. Em không nghĩ con này nấu cơm cháy. Nhưng mà em hay rất rất hay test cho mọi người để mọi người nhận biết được chiếc nồi là chiếc nồi nấu cơm cháy được nhá. Đấy, đây này, vậy cháy này. Ôi trời ơi. Em muốn lấy cả mảng ra để nó nguyên cái mảng này cho nó nhìn nó đẹp. Đây. Đây. Em đặt úp này. Vậy chưa? Quá đỉnh luôn. Rất ngon anh chị nhé. Nồi Hitachi Stem Cut 1 lít. Con này nặng đến 8 kg.
Đây, nó vẫn đang chế độ giữ ấm, mà nó vẫn đang hơi vẫn đang bốc trong nồi ra này. Đang để chế độ giữ ấm nhé. Đấy, cơm cháy đây, nguyên miếng gì nhá. Rất ngon luôn. Đó, anh chị nào mà sau thấy con nồi này ai bán hoặc là muốn mua của ai thì anh chị lưu ý cho em là con này có thể nấu cơm cháy nhá. Em không biết các đời sâu hơn nó có chế độ nấu cơm cháy không thì em không biết, nhưng mà chiếc nồi này đời 2018 nhé. Model RZ này. RZ VW 3000M, nồi Hitachi. Chuyên nấu stem cắt nồi cao tần này. Con này nấu được cơm cháy. Còn mấy con Tiger mà có chức năng nấu cơm cháy thì không nấu được anh chị nhé, chỉ có nồi gốm nó mới nấu được thôi. Nhưng con nồi gốm em thấy nó cũng nấu không ngon bằng con này. Nồi gốm chọn nhiều cấp độ, con này chọn đúng một chức năng nấu cháy là nó ra cháy luôn này. Này, thấy không? Đó, cháy rất ngon nhá, rất vàng nhá. Đây em để đây nó nguội, nó cứng rồi này. Đấy, nhìn thấy không? Cơm này. Rất dẻo luôn. Nhìn thấy hạt gạo không này, nó dính này. Hạt gạo cái nó rất đều, nó không bị nát hạt gạo, nó không bị vỡ, nó không bị trưng, nó không bị nở nở ra quá lớn. Mà gạo nó chín rất đều. Đấy, cơm rất ngon nhé. Đặc biệt nó có cháy. Đây em nấu này, em nấu rất ít cơm. Nấu khoảng nửa lon gạo thôi. Đây, đấy, đấy, đấy. Nửa lon hoặc đúng rồi, khoảng nửa lon hoặc chưa đến nửa lon này đó. Đấy, cháy rất đẹp, rất ngon. Rồi em cho lại vào nồi nhé. Tại bây giờ là đêm khuya rồi cũng không có ai ăn. Đấy, cho lại vào nồi này. Bây giờ làm lật được nó lên. Đấy nhá, em test nấu cơm cháy cho anh chị xem thôi chứ không khoe nồi, không khoe gì đâu. Tại nhiều anh chị mua nồi mà không nấu nấu cơm cháy ấy, thì rất là nhiều khi rất là tiếc. Vì vậy những con nồi nào nấu được cháy thì em có chức năng nấu cháy sẽ test nấu cơm cháy cho anh chị em xem. Thực tế là con này là nấu được cơm cháy vậy nhá. Nên anh chị sẽ hãy tự tin mua con nồi này. Nhưng mà em không biết có đời khác nhá. Con này thì anh chị nhớ model giúp em này. Tại vì rất nhiều model đời 2013, 2014, 12, 15 thì những con đó thì em chưa test. Như con này thực tế là mã RZ này, VW 3000M. Có chức năng nấu cơm cháy và em đã nấu thành công. Cơm cháy rất ngon, rất đẹp. Nồi nặng 8 kg. Bây em thử quay đằng sau ra này cho anh chị xem cái model này nhé. Cái thông số nồi này. Đó, chị nhìn thấy chưa? Thông số của nồi cơm đây. Sản xuất năm 2018 này. Đây đây, năm sản xuất anh chị này. Năm sản xuất đây nhá. Đấy, mã RZVW 3000M này. Đấy, cơm cháy quá tuyệt vời luôn. Đấy, anh chị nhấc cái nồi này bất luôn. Rất nặng, nó nặng hôm qua em cân là 8,1 kg. Rồi, một chiếc màn hình cơm cháy màn hình đèn LED. Đây, bấm đây nó sẽ lên đèn LED rồi đấy. Em đang để chế độ giữ ấm chị nhé. Rồi, để cơm đây sáng mai ăn luôn. Đó. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị những video sau. Hãy like và chia sẻ video để ủng hộ kênh bên em chị nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh. Và nhấn chuông để theo dõi thêm nhiều video, nhiều sản phẩm bên em hơn nữa. Bên em sẽ test nấu cơm rất nhiều chiếc nồi khác nhau để cho anh chị lựa chọn. Đặc biệt là những con nồi mà có chức năng nấu cháy em sẽ test. Gần như tất cả các loại nồi có chức năng nấu cháy để anh chị biết được con nào nấu được cháy, con nào không. Để mình có thể tự tin mình mua chiếc nồi cho mình để về sử dụng đúng mục đích. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị những video sau.